Phật dạy chúng ta phải biết muốn ít, biết đủ để ngăn ngừa lòng tham lam của mình. Khi nào chúng ta cảm thấy đủ thì sẽ an ổn, nhẹ nhàng. Nên kinh dạy, ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử. Hầu như tất cả những nỗi khổ, niềm đau, tội ác trên thế gian này đều do ái dục và lòng ham muốn quá độ mà ra. Tiền bạc của cải là phương tiện trao đổi để sử dụng hữu ích trong mối quan hệ của đời sống, như ăn uống, ngủ nghỉ là nhu cầu cần thiết của con người. Về cơ bản, con người là chúng sinh có dục, do dục mà được sinh ra và hiện hữu. Con người cần có các nhu cầu ăn, mặc, ở, bệnh, nghỉ ngơi, giải trí, hoạt động đi lại, giao tiếp và thưởng thức các cảm xúc khoái lạc giác quan, vân vân. Con người không thể sống mà không ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, giải trí, thư giãn sau khi làm việc. Tài sản của cải vật chất vốn là huyết mạch để bảo tồn sự sống cho tất cả mọi người. Mạch nhảy, máu lưu thông, chạy khắp cơ thể, nên con người mới sống và tồn tại. Tài và khả năng con người có được nhờ học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi, luyện tập và biết vận dụng phát huy vào trong đời sống để mưu cầu hạnh phúc. Ở đời ai cũng có tài, dù nhiều hay ít, tùy theo khả năng của mỗi người. Từ tài năng đó, con người làm ra đồng tiền để nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần xây dựng an vui, hạnh phúc cho xã hội. Tài sản nói chung bao gồm tất cả phương tiện vật chất liên quan đến đời sống con người, trong đó có vàng, bạc, tiền, nhà cửa và ruộng đất. Ngày xưa, khi con người chưa biết xài tiền, nên chỉ trao đổi hàng hóa bằng các phương tiện vật chất để đáp ứng nhu cầu sinh sống. Sau này, con người văn minh, tiến bộ nên chế ra tiền để làm phương tiện cân bằng giá trị vật chất. Tiền là đầu mối quan trọng làm con người đam mê, phát huy tài năng để có được nhiều tiền. Mặt phải trái của sự giàu có. Ai cũng có ước mơ mình sau này trở nên giàu có, trừ những người đã đang sống trong những gia đình khá giả. Và ai cũng có thể ước mơ mình có khối tài sản khổng lồ, những căn biệt thự với sân vườn đẹp mắt, có hồ bơi, các loại xe sang, máy bay riêng để thỏa mãn những gì mình mong muốn. Vậy, điều gì đã xảy ra với những người đã đạt được những gì họ tham vọng và mong muốn? Tiền có thể mang lại những đổi thay trong cuộc sống theo hai hướng tích cực và tiêu cực. Một gia đình khi làm ăn được lợi nhuận càng nhiều thì tham vọng càng lớn, thuyền to sóng lớn. Tuy nhiên, có rất nhiều người rất ham thích tiền, mê tiền đến nỗi lãng quên trách nhiệm đối với gia đình, người thân. Người có nhiều tiền của chỉ mang lại sự thoải mái về các phương diện vật chất, nhưng rất lo lắng và sợ hãi. Cho nên, họ hay tìm kiếm các thầy tướng số để chỉ bài cách gìn giữ của cải. Họ không biết rằng, hiện tại, giàu có là do biết gieo trồng phước báu nhiều đời, nên ngày nay mới có được như vậy. Sự thoải mái về vật chất đủ đầy không tạo nên hạnh phúc hay sự mãn nguyện, thậm chí có thể làm cho chúng ta có rất nhiều kẻ ganh ghét, tật đố, muốn hãm hại vì quy luật cạnh tranh để tồn tại. Sống thoải mái về mọi phương diện vật chất là điều tốt, nhưng cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc mới là lý tưởng sống lâu dài. Sự giàu có cũng làm bộc lộ ra bản chất của con người. Nếu chúng ta là một người hiểm độc, việc trở nên giàu có sẽ khiến người đó trở nên mưu ma trước quỷ hơn. Ngược lại, nếu chúng ta là người nhân từ đức độ, thì việc giàu có đó sẽ đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Sự giàu có cũng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình, bè bạn và xã hội. Một số người sẽ trông đợi sự giúp đỡ của chúng ta để được hưởng lợi ích. Và ta cũng nên suy nghĩ những người này có quý mến mình thực sự hay không.
hay họ chỉ đến vì tiền. Phần lớn mọi người đều cho rằng sự giàu có mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho gia đình họ. Tuy nhiên, có nhiều tiền vẫn tốt hơn khi chúng ta bền tật, phải cần có một số tiền lớn để giải phẫu, nhờ vậy có thể thoát được chết chóc đau thương. Có tiền để giúp đỡ gia đình người thân, và rộng hơn nữa là để đóng góp lợi ích cho xã hội khi cần thiết. Sự thoải mái trong đời sống vật chất với đầy đủ tiện nghi không thể đem đến hạnh phúc thực sự hay sự mãn nguyện lâu dài. Bởi vì lòng tham lam của con người như giếng sâu không đáy. Nó sẽ làm cho ta bất an, lo lắng và sợ bị hao hụt, mất mát. Khi chúng ta đã quen với nếp sống cao sang quyền quý, mọi nhu cầu đều có người phục dịch, sẽ làm cho cái ngã của ta lớn thêm lên. Bởi ta nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, là thầy của thiên hạ, là ta, là của ta, nên ta càng ngã mạn, chẳng coi ai ra gì. Nếu ta biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ thì sẽ đem lại lợi lạc cho chính mình, gia đình, người thân và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Chính vì thế, tiền là huyết mạch của sự sống, để mọi người phấn đấu xây dựng bằng tài năng của chính mình qua sự làm việc và đóng góp. Có nhiều người nghĩ có tiền là hạnh phúc. Thật ra tiền chỉ đem lại sự sung mãn về vật chất. Nó không phải là yếu tố chính trong hạnh phúc. Tiền là vật vô tri do con người tạo ra. Nhiều người không hiểu nên bị đồng tiền sai sử, chi phối mà làm những điều xấu ác. Do nhu cầu sự sống, ai cũng cần phải có tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng đồng tiền làm ra phải bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Thật ra, ai cũng mơ ước đáng quý và trân trọng lớn lên có một việc làm ổn định. Có vợ hoặc chồng và có con để xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần an sinh đời sống cho xã hội. Kinh Pháp Cú dạy: dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn. Dục đắng nhiều, ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Phật còn đưa ra một thí dụ khác. Người đam mê đắm say chạy theo ngũ dục quá đáng thì chẳng khác gì người khát nước mà uống nước muối, càng uống thì càng thêm khát. Chính vì vậy, Phật dạy chúng ta phải biết muốn ít, biết đủ để ngăn ngừa lòng tham lam của mình. Khi nào chúng ta cảm thấy đủ thì sẽ an ổn nhẹ nhàng. Nên kinh có dạy: ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử. Hầu như tất cả nỗi khổ, niềm đau, tội ác trên thế gian này đều do ái dục và lòng tham muốn quá độ mà ra. Một đời sống có ý nghĩa và giá trị là một đời sống không quá lệ thuộc vào phương tiện vật chất, nhưng không thể không có tiền bạc và tài sản, vì nó là phương tiện để nuôi sống chúng ta, để đảm bảo một đời sống tốt đẹp hài hòa. Phật dạy, người cư sĩ có quyền làm ra tiền bạc của cải một cách chính đáng, nghĩa là từ sự tinh cần siêng năng bằng đôi bàn tay và khối óc của mình để tạo dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho bản thân, gia đình, người thân và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Tuy nhiên, sự giàu có về vật chất chỉ đáp ứng nhu cầu đầy đủ sự sung túc cho con người. Hạnh phúc thực sự trong cuộc sống không phải là người có nhiều tài sản, tiền bạc, quyền quý, thế lực, nhà cao cửa rộng, mà chính là tự do không bị ràng buộc bởi tham lam, sân hận và si mê. Đó là một thứ hạnh phúc chân thật lâu dài. Dù chúng ta có nhiều tiền bạc, vẫn không thể mua bán, đổi chác được. Do đó, ngoài việc nhiều tiền bạc của cải, có cơ hội phục vụ tốt cho gia đình, đóng góp cho đời sống, chúng ta cần phải thăng qua đời sống tinh thần, phát huy con người tâm linh. Nên đời sống trong chánh niệm, tỉnh giác, mở rộng tấm lòng từ bi thương xót muôn loài bằng tình người trong cuộc sống. Nhờ vậy, chúng ta biết dung bồi, xây dựng tài sản tâm linh, nên các tâm tư mê muội không có cơ hội
xen vào như toan tính hơn thua, tranh chấp hận thù, tàn sát giết hại lẫn nhau, làm tổn thương nhân loại. Tiền bạc của cải có thể giúp ta giải quyết nhiều thứ trong cuộc đời, nên trước tiên ai muốn bảo tồn sự sống là cần phải có tiền. Nhưng tiền bạc của cải khi có thì ta phải biết sử dụng như thế nào cho hợp lý. Một người công dân muốn sống an vui hạnh phúc thì phải biết sử dụng 4 yếu tố căn bản sau đây. Có công ăn việc làm ổn định, nuôi sống bản thân và luôn thường xuyên trau dồi công việc nghề nghiệp được tốt đẹp. Tiền bạc làm ra bằng nghề nghiệp chân chính và phải biết cách gìn giữ, không để thất thoát. Phải biết chi tiêu cân đối, hài hòa, không nên hoang phí quá mức. Tiền làm ra ít mà muốn xài nhiều, hoặc tiền bạc làm ra nhiều mà không dám xài vào việc có lợi ích, thành ra bỏng sẻn. Tiền bạc và tài sản là phương tiện để con người sinh sống, phục vụ cho cá nhân có nhu cầu ăn mặc ở hàng ngày. Muốn vậy, trước hết ta phải có một việc làm ổn định về lâu về dài. Nhưng nghề nghiệp mình chọn không làm tổn hại cho nhân loại. Các nghề nên tránh như mua bán vũ khí, nô lệ, phụ nữ, các chất gây sai, gây nghiện như rượu, xì ke, ma túy, chế tạo thuốc độc hoặc trực tiếp sát sinh hại vật bằng nhiều hình thức. Có nhiều người vì sĩ diện, bản ngã, muốn chứng tỏ đẳng cấp giàu sang bằng người hoặc hơn người, nên đã vay nợ, xây dựng nhà cửa khang trang dù nhu cầu không cần thiết. Do đó, lún sâu vào nợ nần dẫn đến tán gia bại sản, bởi họ không biết bằng lòng với hiện tại. Đa số chúng ta, ai cũng nghĩ có thật nhiều tiền bạc và của cải là hạnh phúc. Đó là điều nhầm lẫn quá lớn của nhân loại. Nên khi có quyền lực trong tay thì tìm cách dơ dét gom góp về cho riêng mình. Nhưng tiền bạc làm ra từ sự phi pháp đó rất khó mà tồn tại lâu dài. Khi có nhiều tiền thì phải hưởng thụ, vui chơi trác tán, dễ dẫn đến sa đọa, làm mình và người khổ đau, làm mất hạnh phúc gia đình và tác hại xấu đến xã hội. Tiền làm ra không bằng mồ hôi nước mắt của chính mình thường bị năm nhà cuốn trôi: nhà lũ lụt, nhà hỏa hoạn, nhà trộm cướp, nhà vô quan tịch thu, và con cái bất hiếu, phá sản, cùng các tai nạn bất ngờ khác. Chính vì để thỏa mãn lòng tham dục thì con người phải lao đầu vào gian khổ để tranh giành được mất hơn thua mà tạo thêm nghiệp si mê không có ngày thôi dứt. Thí dụ, trước đây chúng ta có một chiếc xe máy, rồi chúng ta ước mơ muốn có xe hơi. Khi được xe hơi rồi lại muốn xe siêu sang hiện đại. Con người ta sẽ khó dừng lại khi mình không chịu bằng lòng với hiện tại, vì lòng tham con người như giếng sâu không đáy. Nói như vậy không phải để chúng ta bi quan mà không chịu cố gắng siêng năng làm ăn nữa. Chúng ta vẫn làm việc phục vụ bằng cả khối óc và con tim, bằng mồ hôi xương máu của mình để không làm tổn hại người khác. Hơn nữa, tiền của tuy cần thiết cho cuộc sống, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng mang lại hạnh phúc và an lạc cho chúng ta đâu. Thực tế cho thấy, có những gia đình lúc còn nghèo khó thì mọi người sống rất hòa thuận, vui vẻ với nhau. Nhưng đến khi giàu có rồi thì tình cảm vợ chồng con cái anh em lại bị sứt mẻ và đổ vỡ bởi lòng tham quá độ. Vì lòng tham lam quá đáng mà con người ta có thể nhẫn tâm làm tổn hại người khác để có tiền nhanh chóng. Một số người đã tán tận lương tâm, làm ăn phi pháp như mua bán vũ khí, mua bán phụ nữ, mua bán xì ke ma túy vì lợi nhuận quá cao, tạo ra nhiều băng nhóm tội phạm gây nguy hiểm cho loài người, dẫn đến sự thiệt hại lớn lao của nhân loại về mặt vật chất lẫn tinh thần. Người Phật tử chân chính vì lòng từ bi thương xót chúng sinh nên không được kinh doanh, mua bán các loại chết người đó. Tiền bạc tài sản nếu sử dụng không đúng mục đích thì trở thành rắn độc.
Nhưng thiếu nó, lấy gì để chúng ta sinh sống mà dấn thân phục vụ hoằng pháp lời sinh? Mục đích của cuộc sống không phải là giàu có, nhiều tiền của mới là hạnh phúc, mà chúng ta phải biết bằng lòng với những gì đang có trong hiện tại. Không nên đua đòi, bắt chước, làm bằng người khi ta không có khả năng và điều kiện. Tiền bạc chính là người đầy tớ tốt khi ta biết làm chủ đồng tiền, sử dụng vào việc chi tiêu hàng ngày tùy theo hoàn cảnh của một cá nhân và gia đình. Sức mạnh của đồng tiền thực ghê gớm. Nó có thể làm cho con người say mê, điên đảo, bất chấp mọi thủ đoạn. Người có tiền nếu biết sử dụng đúng cách vẫn đỡ hơn người không có tiền, như khi có bệnh hoặc giải quyết một số vấn đề cấp thiết. Người có tiền có bệnh hay không, có già hay không, có chết hay không? Nếu có thì phải có khổ. Tuy nhiên, người có tiền có phước vẫn đỡ hơn người nghèo khó bất hạnh ở chỗ sung túc đầy đủ về vật chất. Người tham muốn quá đáng, dù tiền kho bạc đóng, nhà ngang dãy dọc, đất ruộng cò bay thẳng cánh, cũng chưa cho là vừa mà vẫn còn mong muốn được nhiều hơn nữa. Do đó, người giàu hay kẻ nghèo đều phải biết tu tâm dưỡng tính thì sẽ chuyển qua được bất hạnh. Khổ đau trở thành an vui, hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Tiền bạc nói cho cùng cũng chỉ là phương tiện để trao đổi hài hòa các nhu cầu cần thiết trong xã hội. Nếu ta không biết dùng tiền đúng chỗ, đúng nơi, hoang phí một cách vô bổ để phục vụ cho cá nhân và cộng đồng xã hội, thì tiền bạc đó trở thành vô nghĩa. Chính vì thế, đồng tiền làm ra phải chân chính, nếu không thì vô cửa trước, luồn cửa sau, hoặc có mà không đóng góp vào việc lợi ích cho mọi người, thì ta sẽ trở thành kẻ tham lam, bỏng sẻn, keo kiệt. Chúng ta có thể sống an lạc, hạnh phúc khi biết đủ và sẵn sàng làm lợi ích cho nhiều người. Ông bà chúng ta cũng thường dạy hãy nên gieo nhân tốt, giúp người cứu vật, để lại phước đức cho con cháu sau này. Bởi chăng kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu dõng dù thênh thang. Con người sinh ra lớn lên cần phải lao động để làm ra tiền. Nhưng làm ra tiền nhiều để làm gì? Nên dùng tiền vào mục đích gì? Chúng ta hãy cùng nghe lời Phật dạy về tiền bạc bạn nhé. Người ta thường có câu: đồng tiền đi liền khúc ruột. Tiền bạc là thứ không thể thiếu được, nhất là trong cuộc sống hiện tại này. Không phải tiền bạc là cuộc sống, nhưng trong cuộc sống cần có tiền. Tiền bạc của cải có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều nhu cầu trong đời sống của mình. Theo lời Phật dạy thì tiền bạc và tài sản là phương tiện để chúng ta sinh sống, phục vụ cho nhu cầu cá nhân, cũng để hoằng pháp lợi sinh. Người Phật tử nên có công ăn việc làm ổn định để nuôi sống được bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, cần phải lựa chọn nghề nghiệp chân chính, chứ không phải cứ làm ra tiền là được. Không nên làm những việc gây tổn hại cho xã hội, cho cộng đồng, cho nhân loại, như mua bán vũ khí, nô lệ, phụ nữ, các chất gây nghiện, gây sai, chế tạo thuốc độc hay trực tiếp sát sinh. Phải biết rằng, những việc vừa kể trên sẽ tổn hại đến âm đức, gây đau khổ cho bản thân và gia đình trong hiện tại và tương lai. Gây nghiệp báo chẳng dễ dàng hóa giải. Hơn nữa, người Phật tử chân chính có lòng từ bi thương xót chúng sinh sẽ không vì lợi ích nhất thời của bản thân mà gây hại cho người khác. Đồng tiền làm ra không chân chính sẽ hại người, cũng hại chính cả bản thân mình. Đồng tiền phi pháp, phi đạo đức, không được tạo ra bằng công sức của bản thân mình thì sớm muộn gì sẽ bị tiêu tán mất. Trong đạo Phật có nói, tiền bạc bất chính sẽ bị năm nhà cuốn trôi, đó là nhà lũ lụt, nhà hỏa hoạn, nhà trộm cướp, nhà vô quan tịch thu và nhà con cái bất hiếu phá sản
cùng những tai họa bất ngờ khác. Tiền có thể mua được hạnh phúc hay không? Trong kinh kệ nhà Phật, người Phật tử ngoài việc tu tập tích đức hành thiện thì có quyền làm giàu. Nhiều người cho rằng làm giàu có tiền bạc rủng rỉnh là có được mọi thứ trên đời, thậm chí có cả được hạnh phúc. Nhưng đó có phải là sự thật hay không? Có thật là khi có tiền trong tay, ta sẽ được hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương chân thật hay không? Dân gian ta có câu: còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Tiền bạc chi phối nhiều mối quan hệ trong xã hội, tạo ra quyền lực ảo, nhưng chưa chắc đã giúp chúng ta có được tình cảm thực sự của người khác. Nhưng nếu cuộc sống thiếu thốn tiền bạc thì sẽ vô cùng khó khăn, khổ sở. Chẳng những cái ăn, cái mặc bị hạn chế, mà khi ốm đau bệnh tật cũng không có cách nào để thoát khỏi cảnh ấy. Khi tiền bạc dồi dào thì đời sống vật chất cũng theo đó mà sung túc, sức khỏe được cải thiện ít nhiều, khi không phải chịu khổ sở về vật chất, mệt mỏi về tinh thần. Đức Phật có dạy rằng con người ai cũng có quyền làm ra tiền bạc bằng chính mồ hôi nước mắt của bản thân, dùng sự siêng năng cần cù vận dụng trí óc để tạo ra tiền bạc, từ đó gây dựng cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc. Theo lời Phật dạy, hạnh phúc trong cuộc sống không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản hay có quyền lực lớn đến mức nào, mà hạnh phúc nằm ở sự tự do, tự tại, sự thanh tịnh ở tâm hồn, khi không bị lòng tham lam, sân hận, si mê, thù ghét làm cho dẫn đục. Đức Phật có nói rằng thiểu dục tri túc, có nghĩa là giảm bớt tâm tham và biết thế nào là đủ. Biết đủ không có nghĩa là an phận thủ thường, chấp nhận số phận mà không có ý thức cầu tiến, không muốn phấn đấu. Biết đủ ở đây là hoan hỷ với bất cứ kết quả nào mà chúng ta nhận được sau khi đã vận dụng hết khả năng và trí tuệ của mình để thực hiện, đã nỗ lực hết sức mình. Tiền bạc và của cải không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết đủ, biết hài lòng với hiện tại, biết trân trọng những gì mình đang có trong tay, chứ không phải là đứng núi này trông núi nọ, đòi hỏi mình có được những thứ mà người khác đang sở hữu. Hạnh phúc thực sự vốn chẳng thể nào mua được bằng tiền, cũng chẳng thể bán hay đổi hạnh phúc lấy tiền bạc chi tiêu. Ai có suy nghĩ dùng tiền bạc để mua hạnh phúc thì người đó đã hoàn toàn sai lầm. Tiền bạc chỉ có thể tạo dựng tiền đề của hạnh phúc mà thôi. Người hạnh phúc chưa chắc đã có nhiều tiền, mà người có nhiều tiền thì cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Trong kinh Phật có câu: ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử. Hầu như tất cả những nỗi đau, những khổ cực hay tội ác trên thế gian đều bắt nguồn từ dục vọng, từ ham muốn quá độ, từ lòng tham lam mà sinh ra. Đạo Phật cho rằng con người vẫn có thể đạt được hạnh phúc ngay cả khi sự tiêu thụ vật chất là tối thiểu, tức là không cần quá nhiều tiền bạc, chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc trên đời này. Biết hài lòng, biết đủ với cuộc sống của mình, chúng ta sẽ không còn chịu sức ép của lòng tham, không còn thấy căng thẳng hay tiếc nuối về quá khứ đã qua, không quá trách cứ bản thân vì làm việc không được như ý. Phật dạy ta thiểu dục tri túc chính là muốn Phật tử trân quý những gì mình đang có trong tay, không cố công theo đuổi những gì nằm ngoài tầm giới, khiến mình trở thành kẻ khổ sở như đang khát mà uống nước biển, càng uống lại càng bị cơn khát dày dò. Vậy làm ra nhiều tiền để làm gì? Có lẽ mọi người đều đồng ý rằng kiếm tiền không phải việc dễ dàng, nhưng việc tiêu tiền sao cho đúng cũng chẳng kém phần khó khăn. Làm thế nào để tiêu tiền cho đúng, cho hợp lý? Làm ra nhiều tiền để làm gì? Trong lời Phật dạy về tiền bạc, không có lời nào rõ ràng về việc mọi người dùng tiền để làm gì. Đức Phật không áp đặt bất cứ điều gì
giúp việc kiếm tiền và tiêu tiền của mỗi người, miễn sao những đồng tiền đó trong sạch và đúng đắn. Kinh Phật có chép lại rằng thọ dụng chân chính là quan điểm của Đức Phật về cách sử dụng tiền bạc. Có thể hiểu nôm na rằng đồng tiền làm ra nên dùng để mang lại lợi ích cho bản thân mình và người khác nữa. Đức Phật có răng rằng tiền bạc có được bằng việc làm chân chính thì phải biết cách giữ gìn, không để thất thoát. Nên cân đối chi tiêu, chớ nên tiêu xài hoang phí đồng tiền mình đang có, càng không nên tiêu vượt quá khả năng chi trả của mình. Tuy nhiên, đồng tiền làm ra cũng cần phải chi tiêu cho những nhu cầu trong cuộc sống. Nếu làm ra nhiều tiền mà không dám tiêu xài vào những việc có ích, những việc cần thiết thì lại quá ra bủn xỉn keo kiệt, tự làm khổ bản thân mình. Trong đạo Phật có răn dạy mọi người nên tận dụng mọi khả năng của mình để mang đến hạnh phúc cho chính mình và cho người thân, cho cộng đồng, đất nước và cho cả thế giới nữa. Trước tiên, tiền bạc làm ra là để cải thiện đời sống cho chính bản thân mình, mang đến niềm vui, an lạc cho cha mẹ, vợ con và những người thân thiết khác. Khi đã thỏa mãn lợi ích cá nhân thì phải nhớ đến những người khác ở bên mình. Đó có thể là bạn bè, là đồng nghiệp, là đối tác, những người đã góp phần ít nhiều vào công sức giúp mình có được tiền bạc. Theo lời Phật dạy, chúng ta không thể chỉ sử dụng tiền bạc cho riêng lợi ích cá nhân, mà còn nên dùng cho lợi ích cộng đồng nữa. Nếu dùng tiền bạc cho lợi ích cá nhân, thì chỉ có thể thiết lập được hạnh phúc ở hiện tại. Còn khi chúng ta dùng tiền bạc cho cộng đồng, thì có thể thiết lập được cả hạnh phúc ở tương lai nữa. Nói như vậy không có nghĩa là dùng tiền bạc để mua hạnh phúc, mà là dùng tiền bạc trong khả năng có thể của mình để giúp đỡ người khác, để cứu vớt những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tiền nhiều để làm gì ư? Nếu đã chi tiêu đủ cho bản thân, cho gia đình, thì có thể dùng tiền đó để quyên góp từ thiện, để hành thiện tích đức, góp thêm phần công đức cho bản thân và gia đình sau này. Tiền bạc là vật ngoài thân, có người ta chỉ có thể dùng tiền lúc còn sống, chứ chẳng thể mang theo khi đã chết. Phật tử mất nhiều công sức để kiếm tiền chân chính thì cũng phải học cách sử dụng tiền bạc đúng pháp để đem lại lợi ích cho bản thân và mọi người trong xã hội, để tạo phúc cho đời này và cả đời sau nữa. Khi chúng ta biết cách sử dụng đồng tiền chân chính thì tiền bạc chính là người đầy tớ tốt, giúp chúng ta có được cuộc sống ấm no đủ đầy, giúp chúng ta có thể đưa tay nâng đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Còn nếu để đồng tiền trở thành chủ nhân thì con người chúng ta sẽ trở thành đầy tớ cho nó, bị sức mạnh của đồng tiền chi phối, dám làm tất cả mọi điều tội lỗi chỉ để có tiền, để mưu cầu lợi ích cho cá nhân mình. Theo lời Phật dạy, tiền bạc không chỉ để chúng ta thỏa mãn đời sống vật chất, mà còn phải biết cách làm cho đời sống tinh thần được thăng hoa. Có thể dùng tiền bạc mình kiếm được để cúng dường Phật Pháp, giác ngộ, chánh niệm, từ đó mở lòng từ bi, biết thương xót muôn loài, không còn ganh đua, hận thù, sân hận, tàn sát lẫn nhau. Không phải cứ có tiền mới làm được việc thiện. Điều này phụ thuộc vào cách quản lý tài chính, cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc của mình. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tiêu cho những thứ gì đáng tiêu, đừng lãng phí cho những thứ không cần thiết, rồi đến lúc cần thì chẳng có tiền trong tay. Nếu không biết cách tiêu tiền, để bản thân nợ nần chồng chất, để mình tán gia bại sản, tức là tự đẩy mình vào địa ngục. Khi học được cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan, biết cách tiêu tiền đúng đắn và hợp lý, biết dùng tiền để làm việc nghĩa, thì nghĩa là biết tạo phước báo cho mình ở kiếp này và kiếp sau nữa. Cuộc sống sẽ an lạc, hạnh phúc khi chúng ta biết đủ, biết sử dụng đồng tiền chân chính và sẵn sàng tạo ra lợi ích cho người khác.
Đạo Phật đề cao luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Gieo nhân tốt thì sẽ có được quả lành, phước đức sẽ còn đó cho mình, cho gia đình và cho cả con cháu đời sau nữa. Bởi chừng kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu dẫm dù thênh thang. Phật dạy, sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền. Trong cuộc đời, có sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói càng tốt. Theo lời Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến bạn hao tổn hết sạch phước đức, nhất là lời thứ sáu trong đó. Hãy cùng xem bạn có lỡ sai phạm điều gì không, để mau chóng sửa đổi nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn ngữ, hành động hay không? Muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, điều quan trọng nhất là không thể hành sự tùy ý, không được nói lời tùy tiện. Có những lời nên nói, nhưng cũng có những điều tuyệt đối nên tránh. Bởi nói hay thì như áo gấm thêu thêm hoa, nói dở thì như tuyết lạnh thêm sương. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Theo lời Phật dạy, có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta thêm phúc đức, ngược lại nói ra sẽ khiến ta tạo khẩu nghiệp, mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây tai họa cho bản thân người nói. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói gây khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay là quả từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng. Phật dạy rằng, chỉ cần bạn cố gắng tránh nói 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền dưới đây, phúc báo cũng sẽ không bị hao tổn, cuộc sống thanh thản, an yên tu chí làm ăn. Thứ nhất đó là lời nói vô căn cứ, lời dối trá. Những lời vô căn cứ, không có thông tin chính xác, đều là lời nói sằng bậy, dối trá. Đây được coi là một trong những lời nói gây quả báo nhãn tiền, làm tổn hao phúc báo mà Đức Phật khuyên chúng sinh tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải thì cũng phải nhanh chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khẩu nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong 5 điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Kinh Chánh Niệm Xứ có viết: thực vi đệ nhất thiện, vọng ngữ đệ nhất ác. Câu này có nghĩa là nói lời chân thực là việc hàng đầu, nói lời dối trá là việc ác hàng đầu. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại: nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này mà tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh, vì thế cần phải tránh xa. Cho dù lời nói dối đó không có ác ý mà nhằm mục đích đùa vui thì cũng gây ra nghiệp quả không tốt. Bởi những lời nói đó khiến chủ nhân lời nói quen với thói xấu ấy, cũng làm cho mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, kể cả khi họ nói thật. Khi đó, người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức. Hay có những người vì hãm danh, thích địa vị nên cứ khoe khoang. Họ nói dối để thỏa mãn lòng ham hư dinh của bản thân,
khiến cho người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người, nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đây là nghiệp ác tự tạo, chỉ vì sở thích hám danh đem lại. Dù nhằm mục đích tốt hay xấu, chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng có nói dối, chỉ khác là dối ít hay là dối nhiều, nói dối có hại hay là nói dối không hại người. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Thứ hai, lời nói đưa chuyện thị phi. Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi, ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn phúc khí của chính mình, khiến cho cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có ba điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có ba điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu có bốn điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc. Chỉ có miệng là chiếm bốn điều ác trong mười điều ác. Từ đó, chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên, chúng ta tu hành, ngoài sở thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý đến khẩu nghiệp. Trong đó, cần phải tuyệt đối tránh những lời đưa chuyện thị phi. Thế nhưng, làm người mà không nói chuyện thị phi quả là rất khó. Trong cuộc sống thường xảy ra tình huống như thế. Những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì, chúng ta đều cho là đúng. Còn người không có duyên với chúng ta, những điều họ nói, việc họ làm, bất kể ra sao, đều không hợp ý ta. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là, chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Đúng và sai, nếu chỉ dựa vào lập trường của chúng ta thì chẳng thể phân định được. Bởi dù thế nào, cũng không thể tránh được nhận định cá nhân chủ quan của ta trong đó. Chúng ta học Phật, nhất định phải học được chân thực, đúng với người và sự việc. Nếu chúng ta cố tình phân tích rõ ràng, thì tất nhiên không hiểu được việc đúng sai, sinh ra bất bình, tạo thành bốn ác nghiệp lớn do miệng. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảnh tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Chúng ta cho việc đó là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự, bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc cũng khác nhau. Cho nên, có lúc chúng ta cho là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Có thể nhân duyên chúng ta không tốt bằng người kia. Rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu. Như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường, học Phật phải cố gắng kết duyên tốt
trừ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy, chúng ta không nên theo tâm mình để nhận định người khác. Phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Nếu làm được như vậy thì không nói lời thị phi chẳng khó gì. Thứ ba, lời nói tiêu cực than phiền. Phật dạy rằng những lời tiêu cực oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích phàn nàn, than phiền về cuộc sống, về số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy sẽ chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên dùng nhiều hành động hơn để thay đổi hiện trạng. Nói ít lời phàn nàn hơn, làm những việc có ý nghĩa hơn và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn ra đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà họ quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, bớt ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách sao cuộc đời mình không may mắn như người ta, tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta, vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống, nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng sẽ mang lại lợi ích gì. Thứ tư, lời nói ác độc làm tổn thương người khác. Cổ nhân thường nói, lương ngôn nhất cú tam đông loãng, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Câu này mang ý nghĩa là một câu lương thiện thì ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rộng. Bất cứ lời nói tùy ý nào đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành, còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường.
Kẻ xấu tạo tin đồn làm hại người khác, vẫn tự cho mình là kế hay. Nhưng họ đâu biết rằng những gì chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng. Đức Phật đã dạy ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng sẽ có người khác lừa dối lại bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác gây tai họa cho người. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những cảm xúc buồn bã. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên bảo đúng thời đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Ngược lại, những lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi: ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói: nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm gian là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ. Theo giáo lý nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế, theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường. Nếu bạn thường xuyên nói những lời ác khẩu làm tổn thương người khác, hãy cố gắng thay đổi ngay từ hôm nay. Nói càng ít càng tốt, nhất là những câu cay độc mắng nhiếc người khác. Một khi những lời này được nói ra, chúng sẽ chỉ gieo rắc ác nhân cho chính bạn. Ác nhân ác sinh ra ác quả, rất có hại cho cuộc sống của bạn. Thứ năm, nói xấu người khác. Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác và tưởng chừng là vô hại. Đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy, là chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Có nhiều nguyên nhân của hành động này. Chẳng hạn, khi chúng ta tức giận người khác, chúng ta thường nói xấu họ. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ, muốn được mọi người tôn trọng, đánh giá cao như người kia. Việc nói xấu người khác khiến chúng ta thành một người thường gây ra sự bất hòa. Dần dà sẽ chẳng còn ai muốn tâm sự với chúng ta vì lo sợ chúng ta sẽ nói với người khác, thêm thắt những lời đánh giá của ta, khiến cho họ bị xem là không tốt. Chính bản thân ta cũng không có hạnh phúc khi mình luôn phanh phui lỗi của người khác. Khi chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực hoặc là những sai lầm, chính tâm của chúng ta cũng không an vui. Những ý nghĩ rằng người này xấu, người kia không tốt thường là những suy nghĩ độc hại, bóp méo thế giới quan của chúng ta, khiến ta nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa. Khi ta nói xấu người khác, tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để cho người khác nói xấu mình. Điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này.
Nếu người mà ta phê bình muốn hạ nhục mình, hoặc có thể xuất hiện trong tương lai khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối hoặc là bị vu oan. Bởi vậy mà trong cuộc sống chúng ta nên hạn chế. Nếu được thì không nên buông chuyện sau lưng người khác. Buông chuyện về người khác là mắc vào một trong những điều cấm kỵ trong nhà Phật. Đặc biệt là nói xấu người khác sau lưng hoặc chê bai người khác đều là cách gieo nghiệp xấu cho mình. Phật dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Thứ sáu, lời nói bất kính với cha mẹ. Người xưa đã dạy rằng, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Câu này khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Là phận làm con, không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, xin đi xin lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Rồi công ơn dưỡng dục của cha, đời này kiếp này làm sao trả hết. Bởi thế, Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất vốn không phải bạc vàng chất núi, mà chính là cúng dường cha mẹ. Và từ ngàn xưa thì chữ hiếu là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình thì chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc, bình an. Đức Phật cũng đưa ra tiêu chuẩn, đối với một người con được gọi là hiếu đạo thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều kiện thiếu thốn về vật chất, luôn luôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiền tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo. Là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tinh sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Với những người ngược đãi cha mẹ, nói lời bất kính với đấng sinh thành, sẽ chịu quả báo. Dù phúc báo có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy, điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Còn trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trong Ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau. Người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa vào địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Nếu thường nói lời bất kính
hay làm trái ý cha mẹ thì phải cẩn thận, bởi sẽ làm tổn hại đến vận may của mình nhiều nhất. Theo quan điểm Phật giáo thì cha mẹ là phước báo lớn nhất. Nhân ác lớn nhất cũng sẽ mang lại quả ác nặng nề nhất. Cho nên cố gắng đừng nói những điều bất kính với cha mẹ. Người xưa có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, thận trọng cân nhắc điều gì nên nói, điều gì nên không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí là rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói lời ác khẩu hay làm chuyện hại người. Chính bạn chứ không phải ai khác sẽ phải gánh nghiệp của mình. Hãy để cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa và chất lượng. Bớt những lời nói xấu xa, tiêu cực, chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Trong xã hội ngày nay, nơi mà tiến bộ khoa học và kỹ thuật đang làm thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của con người, thì vai trò của Phật giáo cũng không thể phủ nhận. Để tồn tại và phát triển trong môi trường như thế, Phật giáo cần đặc biệt chú trọng vào vai trò chánh trì chánh kiến trong mọi hoạt động của mình. Ở mức độ cá nhân, vai trò của người lãnh đạo trong Phật giáo trở nên cực kỳ quan trọng. Họ cần phải là người có tư duy sâu sắc về Phật giáo, đồng thời phải hiểu biết về thực tế xã hội và những thách thức mà con người đang phải đối mặt. Điều này đòi hỏi họ phải có sự linh hoạt trong suy nghĩ, hành động, không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức để đồng hành cùng với sự phát triển của xã hội. Ngoài ra, công tác tổ chức cũng là yếu tố không thể thiếu trong việc thực thi tinh thần chánh trị, chánh kiến. Các tổ chức Phật giáo cần phải tổ chức hoạt động một cách hợp lý, minh bạch, có chất lượng, từ việc tổ chức các lễ hội đến việc quản lý tài chính, nhân sự. Chỉ khi tổ chức hoạt động được mạnh mẽ và hiệu quả, Phật giáo mới có thể lan tỏa tinh thần của mình ra xã hội một cách rộng rãi, sâu sắc. Một khía cạnh rất quan trọng là công tác giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh mà tri thức, kiến thức ngày càng trở nên quan trọng, việc truyền dạy, giáo dục về tinh thần Phật giáo là một điều không thể thiếu. Cần phải có những chương trình giáo dục phong phú, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng trong cộng đồng, từ trẻ em đến người lớn, người già. Khi có được nền tảng kiến thức vững chắc về Phật Pháp, con người mới có thể thực hành, ứng dụng những giá trị của Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày. Nhìn chung, bối cảnh xã hội ngày nay ngày càng phát triển, tiến bộ, Phật giáo cũng cần phải linh hoạt, đổi mới để đáp ứng được nhu cầu của thời đại, đồng thời giữ vững được bản sắc và tinh thần của mình. Đặc biệt, việc đề cao vai trò của chánh trị, chánh kiến trong mọi hoạt động sẽ giúp cho Phật giáo duy trì, phát triển bền vững trong thời đại ngày nay. Lời Phật dạy về niềm tin. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập như nhau, cùng giữ giới đức và có trí tuệ hiểu biết ngang nhau, nhưng về hành bố thí giúp đỡ sẽ chia, có sự chênh lệch, thì người bố thí nhiều hơn sẽ được phước báo tối thắng. Niềm tin đối với một người. Một thời, Thế Tôn ở Kimbila tại Veluvana dạy các tỳ kheo: có năm nguy hại này, này các tỳ kheo, trong lòng tịnh tín đối với một người thế nào là năm? Này các tỳ kheo, người nào được một người tịnh tín, rồi người ấy phạm lỗi và chúng tăng tùy theo lỗi đã phạm ngưng chức người ấy, bắt người ấy xuống ngồi cúi. Lại nữa,
Người nào được một người tịnh tính rồi người ấy đi đến nơi khác, hoặc người ấy bị loạn tâm, hay người ấy bị mạng chung, người này suy nghĩ: người mà ta ái mộ, ưa thích, nay người ấy bị chúng tăng ngưng chức, bị bắt xuống ngồi cúi. Này, người ấy đã đi xa, bị loạn tâm, bị mạng chung, và người này không còn tình tín với các tỳ kheo. Do không còn liên hệ với các tỳ kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Không nghe diệu pháp nên người này thối đọa khỏi chánh pháp. Này các tỳ kheo, đây là năm nguy hại đối với việc chỉ tình tín đối với một người. Niềm tin vào tam bảo của một người Phật tử tại gia, nhất là niềm tin đối với vị tăng hoặc ni, được xem là một yếu tố quan trọng trong vấn đề học hỏi Phật pháp nhằm tăng trưởng phước báo và chuyển hóa nỗi thống khổ, niềm đau trở thành an vui, hạnh phúc. Tăng là một đoàn thể thanh tịnh và có cuộc sống hòa hợp với nhau trên tinh thần vô ngã, vị tha. Chúng ta tin tăng đúng nghĩa với gửi trọn niềm tin vào đoàn thể đó, chứ không nên thần tượng một cá nhân. Dựa trên niềm tin đối với tăng bảo, người Phật tử tại gia có thể thân cận, gần gũi để cùng nhau học hỏi những điều hay lẽ phải. Thế nhưng chúng ta chỉ tin vào một vị tăng duy nhất và gần như không quan tâm đến đoàn thể tăng già, đó là điều có thể dẫn đến nguy hại. Niềm tin phải đi đôi với trí tuệ mới là niềm tin chân chính. Cộng đồng xuất gia ngày hôm nay đại đa số là tăng phàm phu, chưa thể gọi là đoàn thể thanh tịnh. Bởi một số vị tăng đang còn tiến trình học hỏi mà chưa thực sự có được thể nghiệm trong tu tập. Sự thật này tuy ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tăng đoàn, tuy nhiên đó là việc cá nhân, bởi vì bàn tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta thường chỉ trích, phê phán người khác. Do chúng ta chỉ tin vào một người duy nhất là thầy của mình, sư phụ của tôi, chân sư của ta là bậc lỗi lạc, thông tuệ. Như vậy, ta vô tình đánh mất niềm tin vào tăng già, đoàn thể sống an vui vì lý tưởng giác ngộ của chính mình và người khác. Có người sống trên đời thường mong ước có được nhiều thứ như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn no mặc ấm, hạnh phúc lâu dài. Trong các thứ tài sản, theo tuệ giác của Thế Tôn thì lòng tin đối với tam bảo là tối thượng, bởi đức tin là mẹ của các công đức. Khi ta có lòng tin sâu sắc thì ta mới có được tất cả nhờ dứt ác làm lành, buông xả mọi sự chấp trước dính mắc của đời. Văn tư tu để có hiểu biết chân chánh, để chúng ta có được một đời sống vững chãi sâu sắc thì người tại gia phải văn tu, nhờ vậy mà phát sinh trí tuệ để có hiểu biết chân chính. Chính vì vậy, người Phật tử tại gia phải nhận ra chân giá trị của cuộc sống để có lòng tin, không thoái chuyển mà thực hành chánh pháp, phát huy trí tuệ để chứng nghiệm giải thoát ngay tại đây, ngay bây giờ. Nếu chúng ta tin tăng mà quá thần tượng một người nào đó, dễ rơi vào sự sùng kính thái quá đến mê muội, dẫn đến kiến chấp khinh khi khi thấy thầy mình hay giỏi đạo đức hơn người mà làm tăng tự mãn đối với người được tôn kính. Theo tuệ giác của Thế Tôn, đó là những nguy hại khi ta chỉ đặt niềm tin vào một con người. Nếu người ấy chẳng may bị vô thường chi phối, dẫn đến mất đi nơi nương tựa tinh thần, thì có thể thối đọa bồ đề tâm mà tự đánh mất chính mình. Lòng tin của chúng ta phải có cơ sở, mà cơ sở được trải nghiệm qua sự quán chiếu tìm tòi. Chính sự quán chiếu làm cho ta tăng trưởng thêm về sự nhận thức đúng đắn. Nhờ vậy, trong đời sống ta bớt âu lo, căng thẳng hay phiền muộn khổ đau.
chúng ta tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong những phút giây làm việc để phục vụ cho tha nhân và không phải bận tâm lo lắng nhiều đến kết quả của nó. Lòng tin khi phát sinh trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta giải thoát được cái tôi dính mắc cố chấp vào sự hiện hữu của nó. Nếu chúng ta tin tăng thì sẽ đụng chạm tới những người nào? Tới các thầy tà bạn ác. Nếu thực sự chỉ biết đi chùa tụng kinh lễ Phật, làm công quả, ngồi thiền và buông xả các tạm niệm xấu ác thì ta đâu còn thời gian để đi nói xấu người này người kia, ấy thế mà vẫn đụng chạm tới họ. Chúng ta tin giới pháp của Phật và áp dụng tu hành là đã đụng chạm tới những sinh hoạt phi đạo đức, gây ra các tệ nạn xã hội, làm khổ đau cho nhân loại. Cho nên, việc mình thực hiện niềm tin với Tam Bảo là mình đã đụng tới tất cả những người không có niềm tin với Tam Bảo chân chính rồi. Thế cho nên, người Phật tử tại gia cần phải xây dựng niềm tin, sự kính trọng vào đoàn thể Tăng Bảo. Thầy của mình dù có tài giỏi, đạo đức cũng chỉ là một cành lá của cây tăng già. Cây tăng đoàn luôn to lớn, bao bọc cành lá xum xuê nhờ gốc rễ lâu đời, bởi sự bền chặt ăn sâu vào lòng đất. Chiếc lá có thể vàng úa rụng rơi, cành nhánh có thể bị gãy đổ, nhưng cái đại thọ kia thì luôn trụ vững theo thời gian. Chúng ta hay bỏ quên cây lớn để nắm bắt cành nhánh là một thiệt thòi to lớn, lầm tưởng cành nhánh là chỗ nương tựa, e rằng có ngày sụp đổ. Đây cũng là điều mà các hàng Phật tử tại gia cần phải suy tư, nghiệm xét nhiều hơn nữa để thành tựu niềm kính Tăng Bảo cho đúng pháp. Phước báo thù thắng của bố thí. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại khu vườn ông Nathapidika rồi Sumana, con gái vua cùng 500 thiếu nữ hộ tống, đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tính, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ. Một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung thì giữa hai vị ấy được sinh lên cõi trời hoặc sanh lại cõi người, thì giữa hai vị ấy có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? Có sự sai biệt. Này Sumana, người có bố thí khi được làm một vị trời hoặc được là người đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện, đó là thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng thượng. Người có bố thí, này Sumana, khi được làm vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí về năm phương diện này. Hai người cùng làm một công việc trong một thời điểm và có tài sức ngang ngửa nhau. Thế nhưng có người thành công và có người thất bại. Đối với những người không thành công, họ hay tự an ủi rằng số mình chưa tới, hoặc đổ thừa mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Nhưng ít ai biết rằng tất cả nên hư, thành bại, tốt xấu đều do mình tạo ra trong quá khứ hoặc trong hiện tại. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập như nhau, giữ giới đức, trí tuệ, hiểu biết ngang nhau, nhưng về hành bố thí giúp đỡ sẽ chia, có sự chênh lệch. Người bố thí nhiều hơn sẽ được phước báo tối thắng. Người bố thí sẽ hơn người không bố thí trên năm phương diện thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng trưởng về mọi mặt. Chính vì thế, người Phật tử tại gia cần phải phước huệ song tu để đạt được trọn vẹn về mọi mặt. Người biết bố thí sẽ bớt lòng tham lam, ích kỷ, tăng trưởng tâm từ bi để nhận đời an vui, hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Bố thí và cúng dường là một pháp tu phổ biến của người Phật tử tại gia. Người thực hành bố thí cúng dường trước hết
xuất phát từ sự tự nguyện với lòng vui vẻ, hân hoan. Bố thí với tâm thanh tịnh, không thấy mình là kẻ ban ơn. Nếu bố thí như vậy, mình cũng cao ngã mạn, sinh tâm tự đắc, coi thường thiên hạ. Đối với chúng tăng, những người thọ thí hay những người được giúp đỡ, lại càng phải cố gắng tu hành nhiều hơn nữa để hoàn thiện chính mình. Bởi vì của biếu là của lo, của cho là của nợ. Cho thì còn, ăn thì hết. Nếu chúng ta không trau dồi đức, tu sửa thân tâm, chuyển hóa phiền não, tham sân si, thì cũng tính thí khó tiêu. Sự thọ nhận càng nhiều, giống như ta ký tờ giấy nợ mỗi ngày càng tăng lãi suất, sau này sẽ mang lông đội sừng để đền trả xứng đáng. Bố thí để xả bỏ lòng tham lam. Cho người tức là tích lũy phước báu cho mình. Đó là chúng ta biết đầu tư vào ngân hàng công đức, giúp đỡ người khác hay cúng dường chư tăng mà không cần đền đáp là một việc khó làm đối với những người tham lam, keo kiệt. Lại càng khó khăn hơn với những người không dám cho đi những gì mình yêu thích. Đa số những gì mình cho là của thừa thải, như vậy đối với họ cũng là hay lắm rồi. Dù sao vẫn đỡ hơn những người chỉ biết đem về cho mình dưới nhiều hình thức. Người Phật tử thì lúc nào cũng sáng suốt hơn, ý thức việc bố thí là một nghĩa cử cao đẹp, nên lúc nào cũng sẵn sàng cho đi, không cầu nhận lại. Thậm chí có khi phải dâng hiến cả thân mạng cho những gì mình thích, mình trân quý mới thực sự là cách làm khó nhất. Ai cũng còn chấp ngã, bám víu vào cái của mình. Để đạt được cách cho đi mà không cầu nhận lại, người Phật tử cần phải huấn tu trí tuệ để thấu rõ bản chất của cuộc đời là vô thường, duyên sanh và vô ngã. Tuy không mong cầu, nhưng phước báo của người vẫn đầy đủ trọn vẹn. Phước báo của mỗi người giống như cây cối, cỏ gốc rễ, thân cành, nhánh lá và hoa trái. Chính vì thế, chúng ta phải vun trồng cây phước, chăm bón, tưới tẩm thì mới trổ quả phước thơm ngọt. Như chúng ta đã biết, bố thí sẽ mang lại phước báo thiện lành, tốt đẹp trong hiện tại, mai sau. Tuy nhiên, ngoài việc mong cầu phước báo để có đời sống ổn định, bố thí còn là một phương pháp buông xả để chuyển hóa lòng tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Bố thí ba la mật. Bố thí cúng dường là hành động làm phước thiện. Theo luật nhân quả, nó là điều kiện thiết yếu để tiêu trừ đau khổ, chuyển hóa nghèo cùng khốn đốn, không còn sợ nghèo đói, vượt qua nỗi sợ bất an, sợ hãi trong cuộc sống, như một mũi tên chỉ đường để ta không còn bị lầm đường lạc lối. Người Phật tử chân chánh, việc thiện dù nhỏ mà chịu khó làm thì vinh hoa phú quý sẽ đến với ta trong hiện tại và tương lai. Nhờ bố thí mà lòng tham lam, ích kỷ của ta được giảm bớt, ngày càng được tiêu trừ tâm xấu ác. Nếu chúng ta chất chứa lòng tham, tạo ra nhiều nỗi khổ niềm đau cho người khác, nuôi dưỡng lòng hiềm hận, luôn sống trong bất an, lo sợ mà làm tổn thương người khác. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, nếu chúng ta bố thí có điều kiện thì gặt được phước báo có giới hạn trong một chân mực nào đó. Nếu chúng ta bố thí vô tâm, không toan tính, thì ta đã biết tu phước và tu huệ rồi đó. Chính vì thế, tu tập bố thí muốn đạt được lợi ích lớn và kết quả lớn về hai mặt vật chất lẫn tinh thần thì tâm phải rộng lớn, không mong cầu. Bởi chỉ có vô tâm mới đạt được công đức, phước báo vô lượng, vô biên. Phước báo sống thọ, khỏe mạnh, nhan sắc dung mạo xinh đẹp, nhiều người thích ngắm nhìn, lại có đời sống an vui, hạnh phúc, địa vị danh vọng cao, mọi điều vốn tốt đẹp
lại càng được tăng trưởng thêm theo thời gian, là ước mơ chung của rất nhiều người. Do vậy, người Phật tử sống và tu tập theo chánh pháp Phật Đà luôn thực hành bố thí, cúng dường người tu hành chân chánh để sống đời hạnh phúc trong hiện tại và mai sau. Nhân duyên giàu nghèo. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại tịnh xá của ông Nathapindika, có thanh niên Suha Turiyaputta đi đến đảnh lễ. Bạch Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, do nhân duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn. Này thanh niên, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí, cúng dường cho Sa Môn hay Bà La Môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, ngọa cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Nếu được sanh vào loài người, người ấy phải chịu nghèo hèn, có tài sản nhỏ. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông có bố thí cúng dường cho Sa Môn hay Bà La Môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, ngọa cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiền thú, thiên giới. Nếu sanh vào loài người, người ấy được giàu sang, có tài sản lớn. Trích từ Trung Bộ 3, Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, ấn hành năm 1996, trang 478. Bố thí và cúng dường là nhân lành để kết hoa thơm trái ngọt, quả báo giàu sang phú quý trong hiện tại và mai sau. Chính vì vậy, ngày hôm nay, nhiều người khá giả, giàu có là nhờ phước báo bố thí cúng dường. Ngược lại, những người không biết san sẻ, giúp đỡ, cho nên hiện tại rất nghèo hèn, có tài sản ít ỏi dù quanh năm vất vả, nhọc nhằn lao động. Trong các đối tượng thọ nhận bố thí và cúng dường thì các bậc sa môn, những người tu hành chân chính là những người xứng đáng nhất. Bởi vì các vị ấy luôn biết buông xả, giúp đỡ cho mọi người, biết hiến đời của mình cho lý tưởng giác ngộ và dấn thân, làm cho đạo đời ngày càng tốt đẹp. Các ngài là ruộng phước điền tối thượng để tất cả chúng sanh gieo trồng phước đức, hoàn thiện chính mình. Tuy nhiên, không vì thế mà người bố thí cúng dường chỉ hướng đến những vị đạo cao đức trọng mà bỏ quên đi những người bất hạnh, nghèo hèn, thiếu thốn khó khăn. Chính sự phát tâm bố thí rộng rãi, tùy duyên không phân biệt, không cố chấp, mới là người thật tâm bố thí nên hưởng quả báo an vui, hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Nhiều người vẫn thắc mắc về những hiện thực dường như nhân quả không công bằng chút nào. Những kẻ bất nhân, không đạo đức, làm ăn phi pháp, tham nhũng lường gạt, tạo nhiều oan trái trong xã hội, nhưng vẫn sống giàu sang, có nhiều thế lực và tài sản lớn hơn người khác. Chúng ta nên nhớ rằng, sự giàu sang ấy là dư báo của những việc làm tốt trong nhiều kiếp về trước, không phải do làm ăn bất chính trong đời này mà có được. Nhân quả mang tính cách ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Đồng thời, những người hiền lành làm ăn lương thiện mà vẫn chịu sự bất hạnh, nghèo đói, thiếu thốn khó khăn, do họ không biết bố thí cúng dường, chứ không phải bởi vì họ sống thiếu lương thiện mà bị thua thiệt đói nghèo. Nghèo là không biết gieo nhân bố thí cúng dường. Ngày xưa, khi mẹ của chúng tôi còn sống, mỗi lần nấu cơm cho gia đình, bà lấy một ít gạo bỏ vào cái hũ để ở góc bếp. Đi chợ về, còn một chút tiền lẻ, bà bỏ vào một cái hộp. Bà giải thích rằng, bớt đi vài nắm gạo, bữa ăn của cả nhà cũng không đến nỗi thiếu.
Nhưng có cái để dành mà giúp những người cơ nhỡ lỡ đường. Nếu không làm như vậy, muốn giúp đỡ người cũng rất khó, vì nhiều khi muốn giúp lại không có sẵn gạo tiền. Mẹ tôi dạy rằng việc bỏ gạo vô hũ chính là tích âm đức, là làm phước. Mẹ còn dạy khi đi ra đường nên mang theo ít tiền lẻ trong túi, để khi cần thiết có cơ hội thì giúp đỡ những người khốn khó. Chim chết vì ăn, không ăn sẽ chết đói, cho nên nó dễ dàng bị con người tìm đủ mọi cách để bắt chúng. Con người cũng vậy, suốt ngày làm việc nhọc nhằn, vất vả, chạy ngược chạy xuôi để kiếm ra đồng tiền, nuôi sống bản thân, gia đình. Trong mấy chục năm sống giữa trời đất, thử hỏi con người ta có bao nhiêu thời gian để sống cho được thoải mái đây? 6 tuổi phải vào lớp học, đến khi khôn lớn trưởng thành, lấy vợ, lấy chồng, rồi sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống nhân loại, duy trì mạng sống thì phải làm việc cho đến khi nào già bệnh chết mới thôi. Người có phước thì được hưởng chế độ lương hưu, kẻ thiếu phước thì chật vật bươn chải kiếm sống trong khó khăn. Đời người nếu sống như vậy liệu có ý nghĩa gì? Người nghèo quá dễ sinh ra những hành động thấp hèn, không có niềm tin vào nhân quả, cho nên oán trời trách đất, đổ thừa cho gia đình, người thân, xã hội. Nghèo khó dễ đưa đẩy con người vào con đường xấu xa, tội lỗi, vì sự thiếu thốn những nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày. Người Phật tử chân chánh cần phải biết rằng giàu hay nghèo đều là do nhân quả tốt xấu đã gieo từ kiếp trước, cộng với hiện đời không biết siêng năng, chịu khó, học hỏi làm việc tích cực. Nghèo khó là do không biết gieo nhân thiện lành để giúp đỡ người, cứu vật khi cần thiết, lại còn ăn chơi, phóng túng sa đọa, không tin vào nhân quả, nên thường xuyên làm các việc xấu ác, chính là nguyên nhân dẫn đến phá sản. Dần dần có nói, bần cùng sinh đạo tặc, là câu tục ngữ luôn răn nhắc chúng ta phải cố gắng gieo trồng phước đức bằng cách làm lành tránh dữ, tích công bồi đức, nhờ vậy mà không bị rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Trong nghiệp báo không chỉ có những điều riêng mỗi người gánh chịu hay còn gọi là biệt nghiệp, mà còn cả một cộng đồng, xã hội hay một gia đình cũng phải cùng nhau gánh chịu hậu quả tốt xấu, gọi là cộng nghiệp. Có người cho rằng nghèo hay giàu đều có những nỗi thống khổ riêng, chẳng có ai có thể bình yên hạnh phúc giữa cuộc đời này. Nếu như người giàu có biết sống tốt, tin vào nhân quả, họ sẽ không tự mãn mà tìm cách san sẻ, giúp đỡ những người khác khi có nhân duyên. Bố thí cúng dường là pháp tu để phát triển lòng từ bi, gieo trồng phước báu trong hiện tại và tương lai. Đặc biệt ai cũng thực hiện được pháp tu này. Nếu chúng ta không có tài sản để bố thí cúng dường thì phát tâm tùy hỷ, vui theo với người làm phước, người vui theo xả được tâm ganh ghét lật đổ, người bố thí thì được giàu có. Siêng năng học hỏi, làm việc và tiết kiệm dẫn đến quả giàu có. Thường người nghèo ít học, thiếu hiểu biết nên dễ dàng làm những điều sằng bậy, bởi vì họ không tin vào nhân quả. Họ không hiểu tại sao người khác giàu còn mình lại nghèo. Nghèo là do không biết bố thí cúng dường, hiếu dưỡng với cha mẹ, giúp đỡ chia sẻ với những người bất hạnh khó khăn. Luận về nhân quả giàu nghèo đều có nguyên nhân xa xôi của nó, không có gì bỗng dưng thì không chúng ta lại nghèo. Những người nghèo khó hiểu biết quá nông cạn thì không biết quân bình, tham muốn, cuộc sống cơ cực, vất vả quanh năm suốt tháng, nợ nần chồng chất, thiếu trước hụt sau, không có tiền để vui chơi giải trí, chỉ lấy việc chăn gối làm đầu tiên, vậy thường đông con. Họ không biết cân nhắc sắp xếp cách thức để ổn định kinh tế gia đình
ngay từ những buổi đầu. Những người giàu có thường rất khôn ngoan sáng suốt. Khi chưa thành tài, họ cố gắng vừa học vừa làm, chịu khó siêng năng, cần mẫn. Khi đã ổn định công ăn việc làm, đời sống kinh tế tương đối, thì họ mới tính đến việc trăm năm xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Người nghèo sẽ bố thí bằng lời nói an ủi, động viên giúp đỡ người khác. Thấy người bệnh thì thăm hỏi, chăm sóc. Nếu có thời gian thì đến chùa làm công quả. Như vậy, giàu nghèo ai cũng có thể bố thí được. Chúng ta có thể bố thí lời nói, tấm lòng hay tùy hỷ với việc làm tốt của mọi người để tích lũy phước báu về sau.